Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Dũng Cả và chào mừng quay trở lại với Kindergarten Trường Mẫu Giáo. Mà không, đây là Kindergarten 2 Trường Mẫu Giáo phần 2, thưa quý bạn và các vị. Hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với cái trường mẫu giáo quái quỷ này. Và tập trước thì chúng ta đã hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ đầu tiên, đó là ba cái nhiệm vụ ban đầu. Và chúng ta cùng bước đến giai đoạn 2 trong cái đại vũ trụ Kindergarten này. Và ở cái giai đoạn 2 này chúng ta sẽ bắt đầu làm những nhiệm vụ liên quan đến những cái nhân vật chính hơn, ví dụ như Nugget. Và đấy chính là điều chúng ta sẽ làm trong tập này các bạn ạ. Nhưng mà trước khi bắt đầu, mình cần các bạn giúp một điều, đó là ngay bây giờ hãy xuống dưới phần mô tả và hãy follow ba mạng xã hội của mình, gồm có fanpage Facebook của mình, trang cá nhân Facebook của mình và cuối cùng là Instagram của mình, để mình đạt được 100.000 like trên fanpage này, 100.000 follow trên Instagram cũng như là Facebook cá nhân, để mình có rất nhiều việc cần phải làm với nó sau này. Làm ơn hãy giúp mình điều đó để mình có động lực để làm thêm nhiều tập Kindergarten dài hơn, hay hơn và tuyệt vời hơn, giết được nhiều người hơn, kiểu vậy. Ok, thì chúng ta cùng quay trở lại với Kindergarten như các bạn đã yêu cầu nhá. Thì như các bạn biết, đó là qua 3 nhiệm vụ đầu tiên, chúng ta đã kiếm được 3 cái đồ vật. Một đó là cái dây lưng của chú bảo vệ. Hai đó là cái khuy cài áo của gia đình nhà Chet với lại là Felix. Và cuối cùng là một cái điểm A cộng từ thầy giáo đầu to đi vào quả nho. Và bây giờ cái việc đầu tiên chúng ta cần làm, đó là chúng ta sẽ mang theo cái dây lưng của chú bảo vệ và cắt kìm giải cứu người bạn của chúng ta, đó là Nugget. Cuối cùng thì Nugget cũng được bước vào câu chuyện rồi các bạn ạ. Ok, mang theo nó và quay trở lại. Yep, chúng ta cũng bắt đầu một ngày mới ở trường mẫu giáo. Ok, trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với chú lao công về cái việc là Nugget bị kẹt xuống dưới cống ấy, thì mình biết là video này đang được công chiếu trực tiếp, nên là hy vọng là các bạn đang xem thì hãy ngay bây giờ để lại một like, cũng như là hãy xem video này đến tất cả mọi người để mọi người biết được cái mối hiểm họa nó tiềm tàng ở trong những cái trường mẫu giáo kiểu này, hiểu không? Chúng ta cùng bắt đầu. Ok, thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là nói chuyện với Nugget và tìm cách để giải cứu được Nugget ra khỏi cái cống tối tăm mù mịt ai đưa có vẻ này. Kêu, Nugget bị bẫy rồi. Làm sao cậu lại có thể ở dưới đó được? Nugget đang tìm một nơi nào đó để làm một cái hàng Nugget, nhưng mà Nugget lại bị rơi xuống đây. Cậu chui xuống cống để tìm một cái hang Nugget á? Không, Nugget đang tìm một cái nơi để làm cái hang Nugget, nhưng mà Nugget đang đi theo cái đường của bọn trẻ tàn tật. Sau đó thì bỗng nhiên mặt đất bị rung và Nugget rơi xuống đây. Và cậu bị tàn tật á? Sao cậu lại đi được cái dốc của kẻ tàn tật? Mọi người tưởng Nugget bị tàn tật. À, cậu khuyết tật não, bây giờ tớ biết. Ok, bây giờ thì cậu muốn tớ làm cái gì? Vì là chúng ta nhá, nể tình là bạn cũ, hồi trước ở cái trường kia cậu giúp tớ giết nhiều người, nên bây giờ tớ mới giúp cậu, hiểu không? Hiểu không? Hiểu tốt. Tìm sự giúp đỡ đi. Hỏi cô giáo, hỏi chú lao công, hỏi thầy hiệu trưởng, hỏi ai cũng được. Làm ơn cứu Nugget ra khỏi nơi này, Nugget chán lắm. Ok. Đầu tiên là chúng ta sẽ hỏi ông lao công, chú lao công, Bob. Hello chú Bob. Ồ, chào cháu. Chú chính là chú lao công thân thiện. Chú ơi, Nugget đã bị mắc kẹt ở dưới cống rồi. Chú có thể lại và giúp nó được không? Ồ, mọi chuyện nghe có vẻ khá là tồi tệ. Ước gì chú có cái dây lưng thân thiện của chú ở đây. Tuy nhiên chú lại không có. Hãy đi hỏi cô hiệu trưởng xem cô có thể làm gì được. À không chú, bình tĩnh. Cháu có cái dây lưng của chú. Nghe cháu giải thích đã. Chú không cần phải suy nghĩ linh tinh. Cháu biết là cái việc cháu có cái thắt lưng của chú ở nhà cháu là một điều nó hơi gay lọ. Nhưng mà đây là nó đến từ một cái khía cạnh khác, từ một chiều không gian song song khác, nên chú không cần phải nghi ngờ về giới tính của cháu, hiểu không? Nên là đây, dây lưng của chú đây. Ồ, cháu tìm được nó rồi á. Tuyệt vời. Nào đứa trẻ kỳ lạ, hãy cố gắng. Bob sẽ đến để cứu cháu đây. Ok, thế chú cứu kiểu gì? Chú sẽ cứu cháu ra khỏi đấy. Hãy cố gắng ở trong đó một chút nữa nha. Và đừng quên, cháu cần phải thở. Dạ vâng, cháu không quên đâu, cái định mệnh chú. Nugget biết là Nugget cần phải thở. Nugget thì không biết là Nugget có thể chịu được ở trong này bao lâu nữa. Cứu Nugget với. Chỉ mất vài giây thôi cháu. Cứ bình tĩnh, chú sẽ giúp cháu. Chú đang sử dụng cái bàn tay vuông của chú. Chú đẩy một cách kỳ lạ nào đó, nhưng mà hy vọng là cách này sẽ giúp cháu ra. Umbala Mediosa. Nào, Nugget sẽ được cứu ra. Ồ, được rồi. Ồ, đơn giản vậy à? Nugget không cần phải cắn tay ra à?
Ok. Được rồi, cháu nhỏ, từ sau đừng có chui xuống lòng đất nữa nhá. Không, Nugget sẽ chui xuống lòng đất một lần nữa. Nugget muốn tìm một cái hang Nugget. Ok, như vậy cũng được. Nhưng mà cháu hãy cần cẩn thận với việc đó hơn. Đây, hãy cầm lấy chú lao công. Đây chính là một miếng gà thể hiện tình bạn của Nugget. Ồ, thật là tuyệt vời. Cảm ơn cháu, chúng ta sẽ còn gặp nhau sau. Ok. Ồ, ông lấy cái chổi đâu vậy? Ồ, ông lấy cái chổi rồi, ok. Điều mà chúng ta vừa làm thật là tốt bụng đó. Và chú nghĩ rằng người bạn nhỏ của cháu cũng sẽ rất muốn cảm ơn cháu vì những điều cháu vừa làm xong. Yeah, có thể. Thực ra nó không biết là cháu có làm gì không, nhưng mà cháu nghĩ là nó cũng sẽ muốn cảm ơn cháu. Tại vì là nếu không cháu giết nó. Ha, cháu giết tất cả mọi người mà. Bây giờ hãy cùng nói chuyện với Nugget để xem Nugget muốn gì nào. Nugget đã được cứu rồi. Chú Lao Công đã đến đây và cứu Nugget ta. Không có gì. Nugget không hiểu. Chả nhẽ Nugget lại phải cảm ơn cậu hay sao? Thực ra là tại vì là tớ nói với chú Lao Công là cần cứu cậu ra. Và tớ còn đưa cho chú Lao Công cái thắt lưng nữa. Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tớ. Hiểu không? Chú ấy chỉ là cái công cụ làm việc thôi. Còn tớ mới là người ra lệnh. Hiểu không? Nugget không tin cậu. Nugget không tin cậu là bạn của chú Lao Công. Nhưng mà tớ muốn làm bạn của cậu. Cậu có gì cho tớ nào? Tớ chỉ có tình bạn ngây thơ trong sáng với dòng điện chạy qua mỗi lúc một từ từ tê tê thôi. Cậu có thích không? Nugget không cần tình bạn của cậu. Nugget có bạn rồi. Bạn cậu là ai? Bạn của Nugget chính là Billy. Bạn của Nugget đã quay trở lại ngày hôm qua rồi. Mình nhớ không nhầm là ở cái phần trước Billy là bị nhốt ở phía dưới phòng thí nghiệm bí mật của ngôi trường. Vậy mà nó được giải cứu rồi. Vậy thì bạn của Nugget đâu rồi? Cậu ấy đâu? Nugget biết nhưng mà Nugget không nói đâu. Chỉ có những người bạn của Nugget mới biết được những người bạn khác đang ở đâu thôi. Nghe ngu vậy. Nugget không nghĩ đó là ngu. Nugget cũng không quan tâm cậu đang nghĩ gì. Vậy tớ cho cậu một bông hoa có được không? Một bông hoa thể hiện tình bạn của tớ. Một bông hoa hồng nhưng mà lại lắm gai giống tớ. Vô cùng quyến rũ nhưng vô cùng độc ác. Được không? Nugget thích hoa lắm. Lại đây, cho Nugget bông hoa nào. Ok, chẳng lẽ bây giờ là mình lại cần phần tìm bông hoa cho Nugget à? Nó sẽ đi cùng mình đi khắp nơi à? Quế. Rồng rắn lên mây có cây xúc sắc. Trời ơi, hỏi thăm ông thầy thuốc có nhà hay không. Ông thầy thuốc bị què chân rồi, hello Monty. Có hoa không? Cậu có bán cái gì không? Tớ muốn mua thứ gì đó. Chỉ có bật lửa này, cục pin này, giấy phun tay, cái nước rửa tay, cái chỉ gió gì đó mình không quan tâm lắm. Không có đứa nào có bông hoa ở đây à? Ok, như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải lấy bông hoa bằng cách mình nhớ là có bông hoa ở phía sau cái trường này. Nên bây giờ nói chuyện với Monty để lấy cái bông hoa. Yeah, đúng rồi. Tại vì là muốn đi được đến chỗ bông hoa đấy thì cần Monty trợ giúp. Cái đường này chỉ dành cho trẻ tàn tật, đặc biệt là khuyết tật về não, giống như Monty. Ok, đi qua đây. Yeah, và đây bông hoa của Nugget. Đây bông hoa đây. Ok, bông hoa của cậu. Nugget chấp nhận lời đề nghị của cậu. Nugget sẽ cho cậu một cơ hội để được làm bạn của Nugget. Vậy tớ sẽ cần phải làm gì? Thông thường thì Nugget sẽ bắt cậu tìm 5 cái miếng gà của tình bạn để có thể trở thành bạn của Nugget. Nhưng mà tại vì là Nugget chưa kịp giấu nó ở trường mới nên là Nugget muốn làm một việc khác. Việc gì cơ? Nugget muốn cậu giúp Nugget xây dựng cái hang Nugget mới. Lần trước Nugget làm không tốt cho lắm. Vậy cậu cần gì? Nugget sẽ nói với cậu sớm thôi. Bây giờ hãy cùng theo Nugget về cái hang cũ đã. Ok. Ủa, đi đâu? Đường nào? Ủa, nó đi đường nào vậy? Hello? Ủa, nó đi đâu vậy? Ở đây. Ồ, nó đứng đây mà. Cái thứ đầu tiên mà Nugget cần đó là một cái bật lửa. Nugget sẽ cần một cái bật lửa để mang qua trường. Ok. Để tớ xem là có ở đâu không nào. Mình nghĩ là... từ Monty có bắn bật lửa đúng không? Yeah, Monty có bắn bật lửa này. Ok. Ủa không bạn, không mua được nữa à? Như vậy là mình cần phải mua sớm hơn. Cái định mệnh nó không nói sớm với mình. Shoot. Ra là vậy, bây giờ chúng ta cần phải restart lại để kiếm cái bật lửa. Ok, như vậy thì bây giờ mình sẽ đọc qua một chút về cái thời điểm buổi sáng này để mình xem mình có thiếu gì không đã nhá. Các bạn ạ, mình vừa mới đọc qua một phần cái cốt truyện của tựa game này thì hóa ra là ngoài việc mang theo cái
dây lưng này, chúng ta sẽ cần phải mang theo cả cái huy hiệu mà thằng Phoenix đã cho mình nữa. Tại vì là các bạn thấy này, hai cái này nó chỉ cùng với Nugget, như vậy là chúng ta sẽ cần phải mang hai thứ đi để có thể giải quyết được nhiệm vụ của Nugget đó. Ok, thì bây giờ vào đây mang theo cái này và cái này nữa là xong đó. Đây đó, mang theo hai thứ này là xong đấy, cái dây lưng với lại cái huy hiệu mới là đủ. Bây giờ chúng ta cùng cắt quay và trở về cái lúc mà mua bật lửa đã. A few moments later. Rồi bây giờ hãy quay trở lại cho Monty. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải mua cái bật lửa từ Monty. Ok, mua cái bật lửa này. Tớ muốn mua cái bật lửa đây. Yeah, $1.50. À, như vậy là mình vẫn sẽ có đủ tiền để có thể đi qua được cái khu vực này lấy cái hoa cho Nugget, đúng không? Ok, rất là ổn. Nugget sẽ cần một bông hoa. Đơn giản thôi, mình sẽ cho Nugget một bông hoa đúng như những gì mà Nugget muốn. Đó, và bây giờ hãy đi qua đây. Mình chỉ mất $3 để có thể đi qua đây thôi. Yeah, đúng rồi. Và còn thừa đúng $0.5, rất là ít nhưng mà hy vọng như thế là đủ. Đi qua đây, lấy bông hoa cho Nugget và như vậy là có lẽ sẽ hết hả? Mình nghĩ vậy. Yeah, hết giờ rồi. Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ nghĩ là cậu đang có một số thứ hàng lậu trên người cậu và tớ nghĩ là tớ cần phải tịch thu thứ đó. Ủa, hàng lậu nào? Tại sao mày lại biết mà tại sao mày lại ở đây? Tưởng Trung Dung rồi. Yeah, thực sự là cái đồ vật mà cậu đang có trong túi không được cho phép ở ngôi trường này. Tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ cần phải báo cáo với giáo viên. Làm sao mày biết được điều đó? Mày có điêu nữa. Cái gì? Tớ không biết tại sao. Thực sự là hãy làm nó dễ dàng hơn đi và đưa nó cho tớ. Cậu được phép thì thu không? Đương nhiên rồi, mẹ tớ là hiệu trưởng và mẹ tớ muốn giữ ngôi trường này cực kỳ an toàn. Cậu sẽ cần phải đi đến giảng đường và báo cáo. Bây giờ hãy đi vào lớp đi. Ủa, như vậy là mình mất tiền để mình mua cái bật lửa đấy không làm gì à? Oh, mình làm sai ở đâu nhỉ? Ủa kỳ ta, mình cần phải xem lại xem mình làm sai ở đâu đó. Mình không biết mình làm sai ở đâu hết ý. What? Ok các bạn ạ, mình vừa đọc vào hóa ra là đầu tiên mình vẫn phải mua cái bật lửa ở đây. Yeah, vẫn phải mua bật lửa của thằng này. Đúng rồi, nhưng mà thay vì mình trả tiền cho thằng này để mình có thể đi tiếp được, thì hình như là mình có thể nói chuyện với chú Bob để đi qua được, để xem nào. Đầu tiên là mình sẽ nói chuyện với Nugget. Và Nugget sẽ muốn thấy một bông hoa. Ok, nào muốn thấy một bông hoa. Ok, và bây giờ mình quay lại nói chuyện với chú Bob. Và như là thằng Nugget nói là nó, mọi người tưởng nó bị tàn tật. Nên là nếu mà mọi người tưởng nó tàn tật thì theo thông lệ chú Bob sẽ cho nó qua, đúng không? Yeah, ok. Oh, chào cháu, có vẻ như cháu không bị mắc kẹt dưới cống đấy chứ? Phải, Nugget rất là yêu thích sự tự do. Và làm ơn chú lao công có thể cho Nugget đi một lần nữa được không? Nugget muốn lấy bông hoa. Ok. Oh, được thôi, nhưng mà về người bạn của cháu ở đây thì sao? Nó không tàn tật. Nugget cũng không tàn tật mà. À, cháu biết không, chú sẽ ngừng đào bới câu chuyện của cháu. Cứ đi đi và làm ơn đừng có bị rơi xuống cống một lần nữa nhé. Nugget không muốn làm cái điều đó một lần nữa đâu. Nugget sẽ ổn thôi. Ok đi thôi, let's go boy. Let's go boy, đây rồi, bông hoa đây. Đây, mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc. À, con đã từ từ đã các bạn ạ. Trước khi làm cái việc đấy, mình sẽ cần phải giấu bật lửa này đi đã. Và cái bật lửa này mình sẽ cần phải đưa Kala để mình giấu. Cái này thì mình cần phải đọc cái lời giải của câu chuyện mình mới biết được. Mình không thể biết được là mình sẽ cần phải giấu bật lửa ấy đi. Ok, thì mình sẽ cần phải nhờ cái con Kala này cất cái bật lửa này đi. Cái cách mà con Penny, con cô hiệu trưởng, cái con mà mồm lúc nào cũng cười theo kiểu Thảo Mai này. Đó, nó tìm ra cách mà mình mang cái bật lửa, tức là nó tìm ra cái việc mình có cái bật lửa ấy. Đó là tại vì nó là cái con khốn nạn, nó chuyên ra đi nhòm ngó tất cả mọi người và nó để ý thấy mình có mua cái bật lửa từ thằng Monty và nó muốn tịch thu cái bật lửa đó. Tuy nhiên là nếu mình đưa cho Kara thì Kara một đứa rất là nghịch ngợm, nó có thể giúp mình lẻn mang cái bật lửa đem vào trường rất là dễ dàng. Đấy. Ok. Và nếu mà muốn nó đưa vào mất $1. Ok ok. Được rồi. Cảm ơn cậu. Và nó sẽ đặt cái bật lửa của mình ở trên cái tủ khóa màu xanh nước biển trên tầng. Ồ, tốt rồi. Ok, let's go. Và bây giờ mình sẽ cần đi vào đây lấy bông hoa cho Nugget. Thế là xong. Ok. Và đúng lúc mà mình lấy bông hoa cho Nugget thì chuông sẽ rung. Và chúng ta sẽ cần phải vào lớp. Yeah, vào lớp thôi.
Ok. Rồi, như vậy cuối cùng cũng đến giờ học buổi sáng. Và nhờ mình mà Nugget đã được giải cứu ra khỏi cái hang đấy. Bây giờ Nugget có thể quay tay mà không bị cụt một tay nữa. Cũng không bị văng máu tung tóe ra tất cả cái khu này và biến thành cái quả tiết gà di động nữa rồi. Bây giờ hãy nói chuyện với Nugget để xem nào tình hình làm sao. Nugget thích cái Fidget Spinner này. Tốt lắm Nugget. Giờ sao? Mình không biết là mình đang cần phải làm gì nữa. 2 hours later. Ok, bây giờ chúng ta cần phải nói chuyện với Nugget về cái chuyện là tình bạn giữa chúng ta. Cái tình đồng chí mà đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ, súng bên súng, đầu sát bên đầu Nugget ạ. Súng của tớ đang chĩa thẳng vào đầu cậu. Đó, thì bây giờ hãy cùng nói chuyện Nugget để xem có thể làm bạn với Nugget được không. Các bạn có nhớ không, mới đầu Nugget có nói về việc là cần một cái bật lửa đúng không? Và bây giờ là chúng ta đã có một cái bật lửa để đấy. Và đã để trong cái tủ đồ màu xanh cho Nugget rồi. Bây giờ thì Nugget đang bảo đó là người bạn tiềm năng của Nugget đã quay trở lại rồi. Vậy là cậu đã mang được bật lửa vào trường có đúng không? Yep, tớ mà cậu lại nhìn nhầm người rồi, cái gì thế chẳng mang vào trường được hiểu không? Đó, tớ cũng mang được cả cần vào trường cơ mà, làm gì mà không được. Tuyệt vời, đúng là người bạn tiềm năng của Nugget. Bây giờ cậu sẽ cần giúp Nugget tìm một cái xẻng. Lấy xẻng ở đâu vậy? Mấy ông lao công chôn rất là nhiều thứ, có thể là một trong số họ có cái xẻng thì sao? Vậy thì tớ tìm ông lao công kiểu gì? Bây giờ Nugget sẽ đánh lạc hướng cô giáo, sau đó thì cậu và Nugget sẽ cùng đi đến phòng của ông lao công. Ok, làm đi, được thôi. Ok, nó sẽ đánh lạc hướng cô giáo. Này cô giáo, em muốn gì hả Nugget? Không phải là những điều Nugget muốn, đó là những điều mà cô giáo muốn. Nói thẳng ra đi, đừng có cà lăm như thế nữa Nugget. Em nó muốn gì hả? Nugget, bên viên thuốc của cô hiệu trưởng ở đâu? Em có thuốc. Em có thuốc ư? Cô này bị nghiện thuốc à? Mình không nhớ cái vụ này luôn ấy. Yeah, Nugget có làm rơi mấy viên thuốc khi mà hang của Nugget bị sập. Và Nugget làm rơi nó ở gần cái dốc cho người tàn. Oh, dốc cho người tàn tất, hiểu rồi. Đi, đi nào, trời ơi, con của mẹ đến đây. Bà lấy thuốc, má thì nhìn thèm thuốc ạ. Ok, được rồi, như vậy là xong. Bây giờ, người bạn tiềm năng của Nugget sẽ dẫn đường, Nugget sẽ đi theo. Nhưng mà cậu có mấy viên thuốc ấy thật không đấy? Không, Nugget nói dối đấy, Nugget không có thuốc. Ok đi thôi. Wow, Nugget thật là thông minh, Nugget bị nói dối. Xịn sò, ngầu lòi. Ôi trời ơi, vụ gì đây, cãi nhau vụ gì đây? Này của Apple Gate, làm ơn mở cửa đấy ngay lập tức. Có những viên thuốc ngoài kia mày có hiểu không? Em thực sự không hiểu. Cô là cô giáo nên là em cần phải làm những gì mà cô bảo vậy. Tốt, bây giờ hãy đi ra đây và giúp ta. Nhưng mà em sẽ cần phải trông coi thành lang. Ngay bây giờ. Ok, vâng, em nghe rồi, em đang đến đây mà. Hay, giờ mình đi lên luôn. Hợp lý vậy rồi. Bây giờ chắc là phải đi ra tìm ông lao công để lấy cái xẻng hả? Có lẽ là như vậy. Ok, tìm ông lao công để lấy cái xẻng. Cái định mệnh vỡ mồm rồi. Chúng ta không lên được đây các bạn ạ. Hình như là cái ông này, cái thằng này lại có thằng quản lý hành lang thứ hai. Bây giờ mới khó này. Này mấy đứa trẻ kìa, mấy đứa này không được lên trên tầng này, hãy đi xuống và vào lớp học. Nhưng mà bọn em cần nói chuyện với bốp anh ơi. Xin lỗi em, nhưng mà luật là luật, trừ khi em có thứ gì đó cho anh. Thứ gì cơ? Con bé Penny đấy, nó đã lấy bật lửa của anh rồi. Và liệu em có bật lửa không? Tình cờ chứ, khi mà anh bị lấy mất cây thuốc lá thì em lại có khi cần. Khi anh cần bật lửa thì em lại có. Chúng ta đúng là anh em củi lửa, anh có cờ, em có lờ, chúng ta cùng đơ. Đấy, anh có củi, anh có lửa, chúng ta cùng đốt, hiểu không? Bây giờ cái bật lửa đó trong tủ đồ màu xanh anh ơi. Ủa, thật ư? Ok, xem nào. Em nhìn này. Phải rồi, anh rất là hạnh phúc, em làm gì thì làm đi. Tuyệt. Nhưng mà trước hết ý, mình cần phải nói chuyện với ông lao công. Mình nhớ là có ông lao công ở trong này nữa. Chúng ta cùng nói chuyện với ông lao công đã. Hello ông lao công, ông có tình cờ thấy một cái xẻng để chôn xác người đâu không? Cháu biết ông có đằng sau cái cửa kia. Cái khoáng ngu xuẩn, tao không để đi vào trong phòng chứa vũ khí được. Ý ông là cái phòng của ông lao công ư? Hai thứ là một mà. Lên trên kia bảo thằng boss xuống đây và sửa cái cửa này cho tao.
Nếu mà Nugget làm việc đó thì liệu ông lão công có cho Nugget một cái xẻng không? Rồi xong được, đấy là trong cái tủ của tao, nên là mày lấy thứ gì cũng được. Hãy lên kia và lấy cái chìa khóa cho tao, và tao sẽ nói với Bob là bọn mày đang đến. Ok. Và bây giờ đứng ở đây nữa, đi đi, làm gì tao bảo. Ok. Ok, lên đây. Ok, lên đây. Ok, anh cứ hút đi, không cần phải lo cho em đâu, hiểu không? Ở đây. À, chú Bob ơi, ông lao công kia, ông bảo là chú xuống kia, chú xúc cho người em phát móm để bọn cháu có thể vào trong cái tủ đồ được không? Ồ, chào mấy đứa, hình như là mấy đứa lên đây để lấy chìa khóa đúng không? À, phải rồi chú ạ. Đây, đây, chìa khóa của mấy đứa đây. Bây giờ hãy mang cái chìa khóa này lại cho ông kia ngay. À, ta nghe thấy ông kia có vẻ đang cáu lắm. Vâng, cháu cũng biết điều đấy. Cháu chỉ sợ ông ấy lên, ông ấy xin chết chú thôi, nên là cháu phải làm việc này ngay lập tức. Ok, đi xuống, let's go. Let's go, đi xuống. Ok. Này ông lao công, chìa khóa của ông đây. Chìa khóa của ta đâu? Đây ông. Đây, ông cứ bình tĩnh từ từ rồi khoai sẽ nhừ, hiểu không? Làm tốt lắm mấy đứa. Như vậy là chúng ta đã thỏa thuận xong. Chúng mày muốn gì? Ok, xẻng. Này, đây, mấy đứa cầm lấy đi. Bây giờ mày để tao yên, tao cần phải chuẩn bị tới một trận chiến. Ok, chúc chú vui. Chấm chúc ông vui, bye ông. Trời ơi, chú đã rung rồi, đưa Nugget cái xẻng. Nugget với bạn của Nugget sẽ cần phải quay trở lại lớp học trước khi cô giáo nhận ra hai đứa này đang đi lung tung. Rồi, bây giờ quay trở lại lớp học. Hên quá, không sao. Như vậy là cô giáo chưa quay trở lại. Chắc chắn là cô giáo đã muốn cái viên thuốc của Nugget lắm mới đi lâu như vậy. Như vậy thì nếu mà cô giáo chưa quay trở lại, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tớ nghĩ là chúng ta cứ đi ăn cơm trưa đi. Và đó là điều chúng ta thường làm vào giờ này mà. Nugget đồng ý, Nugget cũng có việc cần phải làm ở bữa trưa với bà bán hàng ở canteen. Ok thì thôi, let's go boy. Let's go boy, đến bữa trưa rồi. Hello, bà bán đồ ăn chưa? Hey, xin chào, cháu nhỏ. Nugget muốn 100 miếng gà làm ơn. Hôm nay không phải là ngày có gà thưa cháu. Ngày nào cũng là ngày có gà. Không, hôm nay là ngày bánh hamburger. Cháu có thể lấy một cái hamburger cũng được. Nhưng mà tên của Nugget không phải là burger. Tên của Nugget là Nugget. Nugget thấy một cái hộp đầy Nugget ở đằng sau lưng bà kia. Bây giờ nhá, cháu sẽ ăn burger hoặc cháu sẽ chết đói. Tự đi mà chọn đi. Nugget sẽ... Nugget vừa có một ý tưởng. Nugget sẽ ăn burger. Ok, rồi sao? Nugget cảm ơn bà bán đồ cơm trưa nhá. Rồi sao? Bố ý là sao? Nó ý tưởng gì vậy? Chắc là cần phải nói chuyện với nó để biết hả? À, bạn của Nugget ở đây rồi. Nugget sẽ cần sự giúp đỡ để lấy được thêm Nugget để cho vào hang Nugget. Tớ giúp kiểu gì? Có một hộp đầy những miếng gà ở đằng sau lưng của bà bán đồ ăn trưa. Tất cả những đồ đó sẽ cần phải bị loại bỏ. Vậy chúng ta làm kiểu gì? Nugget nhận ra rằng chỉ còn có hai chiếc bánh hamburger. Nếu mà mọi người lấy hết hai cái bánh đó thì bà bán đồ ăn trưa sẽ cần phải đi làm thêm. Và khi đó Nugget có thể lèn vào và lấy hộp Nugget kia. Như vậy thì tớ sẽ cần phải mua bánh hamburger. Bạn của Nugget cũng được, hoặc là bạn của bạn Nugget cũng được. Nugget không kén chọn đâu. Ok. Như vậy là mình sẽ cần phải mua một cái hamburger hả? Yeah, chào một cái hamburger. Ok, một đô. Nhưng còn một cái nữa mình cần phải nhờ ai mua. À, Penny có muốn mua không? Yeah, đương nhiên Penny không muốn mua. Monty. Yeah, Monty không muốn mua. Xét đi bé. À, nhầm Felix. Oh, Felix, cậu nên mua một cái hamburger đi. Mua đi cậu. Tớ không thích mua một cái hamburger. Tớ tự cung cấp thức ăn cho chính tớ. Tại sao cậu lại muốn tớ mua hamburger? Tại vì là tớ là bạn. À, giờ mình hiểu tại sao cần phải mang huy hiệu đi rồi. Tại vì cái huy hiệu này để khẳng định mình là đồng minh với gia đình nhà nó và nó sẽ nghe lời mình. Đó, đây là giơ huy hiệu lên. Đó, và bảo tớ là bạn cậu, nên cậu cần phải mua giúp tớ. Tớ xin lỗi nhá. Tớ không biết là cậu là một người bạn của gia đình tớ. Vậy cậu cần tớ mua một cái hamburger có đúng không? Đúng. Như vậy thì tớ sẽ mua thôi. Em nghe thấy rồi đấy Teddy, hãy mua một cái hamburger đi. Vâng, Felix, em sẽ mua một cái hamburger.
Khổ thế thằng này vãi. Thằng khắc Việt mồm rộng này tội vãi nổi các bạn ạ. Như kiểu tay sai ấy. Tao định mua cái burger. Ok mua đi. Ok mua rồi. Và bây giờ thì bà này sẽ cần phải đi lấy cái tức là đi nấu thêm hamburger ấy. Ok. Rồi ông này, ông lao công cũng đã dọn dẹp xong. Bà này sẽ đi vào đấy để làm thêm hamburger. Và trong lúc đấy chúng ta có thể đi vào để lấy hộp nugget. Mình có thể nói với nugget đi vào lấy không? Ok ok, bây giờ mình đi vào đây hả? Đi vào cái gì? Chắc là lèn qua đây hả? Mình nghĩ như vậy. Yep, như thế này hả? Oh, phòng vèo thế. Ok, lấy hộp nugget. Chưa rồi. Giá đồ to. Ôi giời cả mình, tưởng ông làm gì? Hết phải đổi. Này nugget, tớ có hộp hamburger nhầm. Tớ có hộp gà cho cậu rồi, cầm đây. Như vậy thì bạn của nugget đã lấy cho nugget cái hộp đựng đầy nugget chưa? Đây rồi. Đừng có lo. Tuyệt vời, nugget cực kỳ mừng rỡ. Bây giờ thì cái hộp mới của nugget sẽ toàn là cái gì vậy? Những cái viên nugget của nugget quá lạnh. Những cái viên gà này không được lạnh. Nugget ít nhất nó cần phải là nóng một chút, hơi ấm ấm cũng được. Vậy thì chúng ta có thể không. Tớ sao? Ê Nugget, đừng làm vậy. Nugget ơi. Không, không. Những viên gà lạnh làm cho Nugget vỡ tim, làm tan vỡ con tim yếu đuối của Nugget. Nugget chết đây. Trời ơi, không thì chịu được. Nugget ơi, Nugget. Sao? Tìm cái lò vi sóng còn được mà. Cũng được, tìm cái lò vi sóng cũng được. Nugget chưa nghĩ đến việc tìm cái lò vi sóng. Hãy cầm lấy những viên gà lạnh này. Hãy mang nó quay trở lại khi nó còn hơi ấm. Và Nugget sẽ ở đây đợi. Đợi làm gì cơ? Nugget sẽ tiếp tục đập đầu vào tường cho đến khi mà nó ấm lên. Ok. Tội vãi nổi. Nugget ơi, thay vì cậu đập đầu vào tường thì cậu hãy úp mặt vào bồn cầu và nín thở thật lâu có được không hả Nugget ơi? Ok, chúc Nugget may mắn lần sau. Ô, mình vừa nhận được một cái thẻ bài Mastermon ở đây. Nhưng mà mình không tìm được cái lò vi sóng ở đâu cả. Lò vi sóng ở đâu? Thật sự không biết. Trong phòng này có không? Ở đây có lò vi sóng này. Đây có đúng lò vi sóng, cái hộp gì đấy. Ồ, đây có lò vi sóng. Ok. Trong phòng của ông giáo sư lại có lò vi sóng. Lấy rồi. Nó có ấm và đã kép biểu đang đập đầu vào tường à? Yeah. Ok. Ôi, đừng. Đây. Tớ làm xong rồi. Nhưng miếng gà vẫn còn ấm. Nugget đã được yên nghỉ rồi. May quá. Với những viên gà ấm này thì Nugget đã sẵn sàng để hoàn thành cái hàng Nugget mới rồi. Hãy đi cùng Nugget vào lúc giờ nghỉ giải lao và Nugget sẽ cho cậu thấy kỳ quan thiên nhiên mới. Ok, tớ không thể đợi được. Rồi, cũng vừa đến đúng lúc luôn. Yeah, đến giờ là trời rồi. Và chúng ta sẽ thấy được cái hang của Nugget. Nugget! Thế rồi, bà sao giết Nugget mất. Đứa nhỏ khốn kiếp, tao đi tìm cả ngày và tao không tìm được viên thuốc nào cả. Không có một viên thuốc nào có đúng không cả thằng nhóc kia. Thả Nugget ra, Nugget cần phải đào cái hang Nugget mới. Không, bây giờ tao rất cáu và tao khát nước và tất cả lỗi của mày. Mày sẽ cần phải đau đớn như tao đã phải chịu. Bà ấy làm gì Nugget? Bà có giết Nugget không? Hả? Bây giờ là cái bà này đang kêu nóng và bà rất là cáu Nugget. Bây giờ mình cần phải làm thứ gì đó để bà ấy hạ nhiệt được không? Bà ấy sẽ bóc chết Nugget mất. Nhìn Nugget khổ chứ kìa. Đang dậy đành đạch như con gà lên chảo lửa kìa. Tội vãi nổi. Trời ơi, những điều phải vội vậy. Hãy cùng đi ra đây. Trong phòng này có cái gì không? À đây có máy bắt hạt tự động. Đúng rồi, kiếm cho bà chai nước. Có chai anh đào với lại là chai Việt Quất. Lấy cái nào? Cái nào như nhau? Việt Quất đi, mình thích Việt Quất hơn. I don't know. Mình không biết đâu khác nhau cái gì nhưng mà thôi kệ. Xảo cũng được. Này, Việt Quất của bà đây. Đây, hớp đi, đừng giết Nugget của tôi. Cô giáo à, cô có muốn thứ gì đó để uống hay không? Cảm ơn em rất nhiều. Và cô nghĩ là cô có thể tha cho thằng này. Nhưng mà nếu mày còn động vào cô một lần nữa nhá, thì mày sẽ không bao giờ bước ra khỏi ngôi trường này được câu, mày nghe chưa? Ok. Vâng, đã nghe rồi, đã nghe hiểu rồi à. Ok. Thế thì à? Cảm ơn vì đã cứu Nugget từ cái bà giáo đó.
Không có gì, không cảm ơn tớ cứu cậu sáng nay. Chứ bây giờ tớ cứu lại cũng là chuyện rất là bình thường như cân đường hộp sữa. Không có gì phải lo lắng hết, hiểu không? Đến bây giờ đã... Bây giờ đã đến lúc để Nugget đào cái hang Nugget mới rồi. Ok. Vui vẻ nhá, nào, đào. Nó nhảy xuống à? Như vậy là cái hang mới của Nugget đã gần hoàn thành rồi. Chỉ cần một điều cuối cùng thôi. Nugget cần những miếng gà. Đây, gà của cậu đây. Rồi nó đổ vào và bây giờ thì nhảy xuống được rồi đúng không? Bây giờ Nugget và bạn của Nugget có thể nhảy vào đó rồi. Ok, nhảy luôn. Ồ, cái hang này nó khác khác cái hang trước à? Ừ đúng rồi, nó khác hoàn toàn luôn các bạn ạ. Có cái chân bị què kìa. Chân này hay là của thằng Monty? Nó hiểu sao chân Monty dài này. Má chân dài hơn người yêu mình. Hãy xem đây, đây chính là hang động mới của Nugget. Và có rất nhiều thứ để thấy và... Nugget nhận thấy là có một thứ Nugget không chịu được cái thứ kinh tởm đó. Oh, à có cái chân à. Ví dụ như vậy là Nugget không thích cái chân đó. Ok, tớ sẽ lấy cái chân đó đi được không? Nugget rất là cảm ơn cậu, nếu cậu làm việc đó cậu sẽ là một người bạn đích thực của Nugget. Ok, mình cầm cái chân này à? Ok. Cảm ơn cậu vì đã bỏ cái chân đó đi. Nugget thực sự rất là hạnh phúc khi có cậu là một người bạn. Hãy gia nhập với Nugget vào giờ tập gym. Nugget sẽ cần một người bạn để chơi bóng ném với Nugget. Được thôi Nugget. Là sao? Biết gì nữa? Đi lên quanh đây à? Hello, cái gì đây? Toàn những thứ gì đó, gì đó. Bộ xương. Oh, có tiền này. Ok, đây thì tiền. Oh, ok, hết rồi đúng không? Kia, đi thôi. Đến giờ tập gym rồi đúng không? Ok, let's go. Bây giờ là, mình sẽ đến lớp học. Nhưng mà mình, tất cả các bạn là mình đi tập gym với nó. Nên là thôi đi, tập gym đi. Ừ, và bây giờ là chúng ta sẽ có... Thưa quý vị các bạn, đây là mô hình giải phẫu lợn mới nhất của liên đoàn chúng ta đã được cấp giấy chứng nhận. Đó là lợn nái một lứa ngon hơn cả lợn nái lợn nạc của cả thế hệ này. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải mổ thịt con lợn này và xem các mô mỡ bên trong được thiết kế và cấu tạo như thế nào để đẻ ra những con lợn con chút chít chút chít. Tổng cộng là có 7 con lợn con ở đây. Và con lợn nái này là con lợn mẹ tất cả con lợn con đấy. Ừ, kinh quá. Ok, giờ sẽ chơi bóng ném hả? Cô giáo, Nugget muốn chơi bóng né. Được rồi, em thích chơi gì cũng được Nugget ạ. Chúng ta hy vọng là em sẽ được vui thú. Ok, bây giờ hãy cùng chơi bóng nén, chơi kiểu gì? Nugget sẽ không chấp nhận một tiểu nhân nào cả. Nhưng quả bóng sẽ rơi vào người Nugget. Cứ như là những viên gà rơi vào hang Nugget vậy. Nhưng mà Nugget sẽ... Sao vậy? Đội của Nugget chưa có một thứ gì để có thể chặn những quả bóng đến cả. Nugget hy vọng là cậu có thứ gì đó. À, thử cái chân. Vãi cả linh hồn. Vậy luôn. Úp. Oh man, không thể tin là tớ thua rồi. À, ok. Và thằng này sẽ cầm và ném. Mình sẽ cứ cầm cái chân này và mình đánh lại hả? Ok, Nugget sẽ ném. Bạn của Nugget sẽ làm gì? Mình không biết nữa. Move back, move up, move down. Move back. Mình lùi lại sau. Tao bắt được mày rồi. Ủa? Oh shit. Ok, như vậy là chắc là không phải move back. Ok, chúng ta sẽ làm cái việc khác vậy. Như vậy là chúng ta cần phải đoán bừa. Mình không biết là cần phải làm gì nữa. Move back không được, chắc là cần phải né. Ok, nào quay lại nào. Bây giờ thằng này sẽ ném, hãy cẩn thận. Bây giờ mình sẽ cần phải di chuyển đi chỗ khác. Mình chắc là move up hay move down? Move down hay move up? Mình không biết nữa. Move up đi. Ok. Đến thời điểm để Nugget thể hiện rồi. Hãy cảm nhận nỗi tức giận của Nugget ơi. Ow. Bắt nó đi, tắt đi. Em không làm được cái việc gì cả. Xin lỗi Felix. Em ở ngay sau anh cơ mà. Đáng nhẽ phải bắt được nó. Bây giờ cả hai đứa bị loại rồi. Làm sao làm tốt hơn, em hứa. Bây giờ bạn của Nugget, cậu hãy cầm lấy quả bóng và ném đi. Bây giờ muốn ném thì mình sẽ cần phải lùi lại lấy quả bóng và ném. Ok,
Nào bây giờ hãy tấn công nó với tất cả những nỗi kinh sợ mà cậu đang có. Ok, ném. Rồi một thằng nữa bị loại rồi. Ok, bây giờ còn một cái thằng kia, thằng béo thôi. Nó sẽ làm gì đây? Bây giờ chỉ còn một đứa thôi, Nugget sẽ chiến thắng. Yeah, phải rồi, nhưng mày phải đỡ lại tao. Tao sẽ ném quả bóng này như cách mà tao ném cái chất bầy nhầy vào mặt mày khi ở trường cũ, có nhớ không? Ở cái phần cũ ý, thì cái thằng này chuyên gia đó là ném cái đồ ăn trưa vào mặt Nugget. Tội Nugget hồi đấy vãi nổi. Và sau đó thằng này cũng sẽ bị chết. Tại vì là, yeah, con hiểu rồi đấy. Bị Nugget xử lý chết. Bây giờ nó lại muốn ném cái quả bóng này vào mặt Nugget. Nó khốn nạn thật, liều vãi. Nugget không sợ bớt, Nugget có kế hoạch rồi. Giờ bạn của Nugget, hãy làm việc đó đi. Mình sẽ làm gì? Mình không biết. Tiến lên à? Hay là đẩy Nugget ra? Không, bạn của Nugget, cổ của cậu quá là mỏng manh, đừng lại anh hùng cơ chứ. Thôi xong, lại nữa rồi. Mình đã làm sai rồi con ạ, định mệnh khổ thế. Rồi, quay trở lại cái đoạn vừa nãy rồi. Bây giờ là mình cần phải làm gì? Mình di chuyển xuống à? Ok, nó ném Nugget. À, mình bắt quả bóng. Như vậy đầu Nugget nó đỡ mỏng manh cái đầu mình à? Ok, cái quả bóng đã được bắt rồi. Và đội của Nugget đã thắng. Nugget thắng, Nugget thắng rồi. Sao cũng được. Dù sao thì cái trò bóng né này cũng là trò ngu xuẩn. Nó bỏ đi. Ok, Nugget thắng rồi. Nugget chưa bao giờ thắng cả. Như vậy là thực sự Nugget đã có người bạn tốt. Mừng vì cậu nghĩ như vậy. Nugget muốn giới thiệu bạn của Nugget với... Ủa với ai? Ủa với ai? Nugget sẽ nói với cậu ở phía bên ngoài. Ok, thế giờ về rồi hả? Như vậy là bây giờ sẽ được gặp Nugget. Cô giáo đang vẫy tay chào mấy đứa. Và lần này không có tiết canh gà rơi ra từ cửa đấy các bạn ạ. Hí hí. Giờ xem nè. Ồ, Nugget đây, Nugget nói chuyện nào. Như Nugget đã nói, Nugget muốn tặng bạn của Nugget một thứ. Đó là gì vậy? Nugget nghĩ đây chính là một cái búp bê Monstermon. Ồ, có búp bê Monstermon lần đầu thấy luôn. Ok, Lily xinh đẹp nói rằng là Nugget nên đưa con búp bê Monstermon này với một người bạn của Nugget. Đờ, Nugget biết ai là bạn của Nugget rồi, Nugget sẽ đưa cho bạn của Nugget. Lily ở đây, Lily là người yêu cũ của Nugget. Thực ra là người con gái mà Nugget rất là thích hồi ở học trường cũ. Nếu với những bạn nào không biết, Lily ở đây ư? Lily xinh đẹp đã cho Nugget cái con búp bê đó đấy. Vậy tôi cần phải làm gì với con búp bê này? Lily xinh đẹp nói rằng nó sẽ tạo nên những âm thanh đặc biệt. Đó là những gì mà Nugget biết. Ok, cảm ơn Nugget. Và bạn của Nugget cũng sẽ được Nugget cho một quân bài này. Nó đào nhiều như Nugget vậy. Tuyệt. Nugget sẽ hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé bạn. Tạm biệt cậu. Ok, được cái gì đấy? Ngày hoàn thành. Một con Monstermon Pushy. À, cộng thêm 2 quân bài. Ok, cái con đấy làm gì? Mình không biết nó để làm gì nữa. Mình hy vọng là như vậy là mình sẽ giải quyết được thêm một cái nhiệm vụ nữa. Và kiếm được con Monstermon Pushy đấy rồi. Mình chưa mở thêm cái nhiệm vụ nào cả. Mình chỉ có thể mở thêm một nhiệm vụ nữa sau khi mà mình làm thêm một trong hai cái này nữa là mới được. Ồ, ra là như vậy các bạn ạ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thêm một cái chương nữa của hồi 2 rồi. Chứ còn 2 cái chương nữa của hồi 2 thôi là chúng ta sẽ sang hồi 3. Rất hay hó, rất giò. Và chúng ta còn giải cứu Nugget khỏi cái việc bị cắn què tay. Quá ngầu, quá hay hò luôn. Có lẽ là bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video sau. Nếu thích đừng quên một like cho mình và bấm nút chuông hộ mình. Giả những video mình rất là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.